Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ nói về các bạn nam Mậu Ngọ, sinh năm 1978, để trả lời cho một số các câu hỏi mà các bạn hỏi trong video lần trước tôi đã làm. Nam Mậu Ngọ sinh năm 1978 và nữ Giáp Dần sinh năm 1974 là kỵ ở vị trí số 2. Nam Mậu Ngọ sinh năm 1978 và nữ Ất Mẹo sinh năm 1975 là kỵ ở vị trí số 4, là kỵ nhất. Nam Mậu Ngọ và nữ Bính Thìn sinh năm 1976 là tốt ở vị trí số 3. Nam Mậu Ngọ và nữ Đinh Tỵ sinh năm 1977 là tốt ở vị trí số 1, là tốt nhất. Nam Mậu Ngọ và nữ Mậu Ngọ sinh năm 1978 là kỵ ở vị trí số 3. Nam Mậu Ngọ và nữ Kỷ Mùi sinh năm 1979 là tốt ở vị trí số 2. Nam Mậu Ngọ và nữ Canh Thân sinh năm 1980 là tốt ở vị trí số 4. Nam Mậu Ngọ và nữ Tân Dậu sinh năm 1981 là kỵ ở vị trí số 4, là kỵ nhất. Nam Mậu Ngọ và nữ Nhâm Túc sinh năm 1982 là kỵ ở vị trí số 1. Nam Mậu Ngọ và nữ Quý Hợi sinh năm 1983 là kỵ ở vị trí số 2. Nam Mậu Ngọ và nữ Giáp Tý sinh năm 1984 là kỵ ở vị trí số 4, là kỵ nhất. Nam Mậu Ngọ và nữ Ất Sửu sinh năm 1985 là tốt ở vị trí số 3. Nam Mậu Ngọ và nữ Bính Dần sinh năm 1986 là tốt ở vị trí số 1, là tốt nhất. Nam Mậu Ngọ sinh năm 1978 và nữ Đinh Mão sinh năm 1987 là kỵ ở vị trí số 3. Nam Mậu Ngọ và nữ Mậu Thìn sinh năm 1988 là tốt ở vị trí số 2. Nam Mậu Ngọ và nữ Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là tốt ở vị trí số 4. Nam Mậu Ngọ và nữ Canh Ngọ sinh năm 1990 là kỵ ở vị trí số 4, là kỵ nhất. Nam Mậu Ngọ và nữ Tân Mùi sinh năm 1991 là kỵ ở vị trí số 1. Nam Mậu Ngọ và nữ Nhâm Thân sinh năm 1992 là kỵ ở vị trí số 2. Nam Mậu Ngọ và nữ Quý Dậu sinh năm 1993 là kỵ ở vị trí số 4, là kỵ nhất. Nam Mậu Ngọ và nữ Giáp Túc sinh năm 1994 là tốt ở vị trí số 3. Xác suất trúng là 70%. Các bạn có ý kiến, đóng góp, bình luận hay thắc mắc thì cứ để lại bên dưới, mình sẽ trả lời sau. Xin cảm ơn.